quyến chị và chị có thể các bạn có mặt ở đây ngày hôm nay. Em là Tuấn Quốc. Hôm nay thực ra là cũng đã có một quá trình làm việc với anh Đăng rồi, nên là hôm nay chúng ta sẽ phải thu xếp để qua chung vui với anh Đăng trong cái ngày rất là đặc biệt này. Thì cũng không, cũng gọi là không có gì chia sẻ với mình, thực sự rằng là khi nãy mà em xem cái clip mà em phải bảo em về wow với em biết thì bảo em phải quay sang anh mà wow đẹp quá, rất giống những cái phòng studio khi mà em xem những cái clip dance practice của K-pop. Yeah. Em nói rằng là bây giờ chỉ mong sao là hoạt động, yeah, cái studio này đi vào hoạt động thật nhanh để em có cơ hội em được trải nghiệm ở đây và em được thử và em được tập, em được quay clip ở đây. Em được... Wow, đáng. Khi nào bút lên lên đi chứ đấy. Bút lên chứ. Phúc là Phúc, nó cũng nói luôn rồi, bố mày em quen thuê nha. Đó, à, lúc này em đang nói là em bảo là nên đẹp quá thì phải về thì em quay, em cho em thuê để em quay luôn. Dạ, yeah, hợp lý. Và đến đây khi mà nhìn đặc biệt là cái không gian ở bên ngoài cũng rất đẹp, bên trong cũng rất là đẹp, và là mọi thứ đều rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Chuyên nghiệp lắm em có biết một cái bức tường đó đó em, là hãm sơn rất là tỉ mỉ rồi đắp lên. Hồi nãy Linh Sủ có nói chị Mèo, em nói là thôi hôm nay các anh chị em nghệ sĩ tới đây rồi, các anh chị không biết bố trí nữa rồi, bạn bè thân thiết, thôi mình ký tên lên tường cho em kỷ niệm một bức tường, nó rất là đính đánh dấu luôn ha. Đã nói không anh ơi, nhiều tiền lắm anh ơi, ký lên anh ơi, cái tường đó mình em sơn lại 4 lần rồi đó. Đó, thấy chưa? Cho nên mới thấy là rất là chỉnh chu trong từng mọi chi tiết nhỏ. Còn Eric thì sao em? Có đăng ký tập về năm không bé? Không, em thì cũng giống như anh Đức Phúc thì em cũng đã làm việc với anh Đăng trong một quá trình dài rồi, từ bên Covid đến ăn sáng nha. Và em cũng sẽ chúng ta sang và tiếp theo đây sẽ là một sản phẩm tiếp theo em được làm việc cùng mấy con năm nữa. Thì thực sự điều đó thì hôm trước em đã lên đây tập nhảy rồi, và khi mà em tới đây thì phải nói rằng em cũng như Phúc rồi, em cũng kiểu mắt chữ A một chữ O, vì đây là một cái phòng tập mà em thấy là anh đầu tư rất là chỉnh chu đến tất cả mọi thứ. Và có lẽ đúng như chị Mèo nói đây, có lẽ là phòng tập đẹp nhất ở Sài Gòn mà em từng tập. Cho nên em mong rằng là phòng tập của anh sẽ đi vào hoạt động sớm, và mong rằng là nó sẽ thật sự phát triển trong tương lai nhiều hơn nữa. Tuyệt vời, bố đây ạ. Cái điều này không chỉ riêng Quang Đăng mong muốn nè, mà tất cả chúng tôi là những người bạn của Quang Đăng và là những người sẽ là cộng sự của Quang Đăng tại phòng tập này cũng rất là mong muốn là sẽ hoạt động sớm hơn. À, thế bây giờ Quang Đăng chia sẻ luôn đi là cái quá trình hoạt động sắp tới của mình như thế nào tại đây? À, bây giờ em quảng cáo xíu nha. Quảng cáo đi em. Ừ. Thì học tập này thì mở ra thì chủ yếu là mở lớp dạy nè, dạy cho từ độ tuổi từ 4 tuổi cho tới mười mấy tuổi cũng có, tới được tuổi cả của Mèo cũng có luôn. À, Mèo. Tuổi của Mèo là nhiêu? Mèo là 18 cộng mà. Đúng rồi, từ hai mấy cho nên cho mọi người. Ok, dạ. Và ngoài ra thì có thể có cái studio có thể chỉnh đèn được nè, rồi âm thanh thấy rất là đầy đủ, và cái phòng này có thể ngang thành hai phòng nhỏ, phòng B, phòng C, phòng A, phòng nhỏ bên kia là phòng nhỏ nhất. Thì mỗi phòng đều có một chức năng riêng hết, và ánh sáng cũng riêng, và mọi người có thể book để quay clip là quay phim giống như hôm qua kia dù mấy có đèn phim của anh Đức Thịnh qua quay. Wow. Chưa khai trương mấy anh đã qua hốt luôn rồi. Wow. Dạ. Thì ngoài ra nữa thì em cũng tập với nhóm em ở đây và làm những cái dự án dance ở đây, và có mấy người làm lát nhiều lắm. Mà quảng cáo không biết có kỳ không? Không có kỳ, vỗ tay cho. Đúng tới đây nghe quảng cáo mà. Đúng rồi, trời ơi. Hôm nay còn mong muốn là em sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa đó, nhưng mà thật sự ra thì anh tin là tất cả các chị ngồi phía dưới cũng sẽ có những cái câu hỏi dành cho em ở phần sau. Còn ngày hôm nay đã có sự xuất hiện ở đây, hồi vỗ tay cho những khách mời của chúng ta, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chắc là cho Minh Sù xin một cái giây phút mà để chúng ta có thể chia vui cùng với nhau được không, bằng cách là Đăng sẽ cùng champagne và tất cả chúng ta sẽ chia một ly, đúng không ạ? Chúc mừng cho Live Dance ở đây được không ạ? Ok, xin mời ạ.